A Di Đà Phật. Thảo xin chào, chúc tất cả được bình an phúc lạc. Đây là một cái video tiếp theo. Chào các con yêu. Chúng con chào mẹ. Ok, rồi con nói đi. Câu hỏi hồi nãy nói lại yeah. Đây là một cái video tiếp theo, con hỏi đi con. Dạ, hồi nãy thì con nói về tất cả các đạo giáo thì ai cũng nói tôn giáo của mình là nhất. Người này cũng nói là tôn giáo của tôi là nhất, người kia thì cũng tranh giành là nhất. Nhưng mà theo con thì cái tôn giáo nào con cũng xem như là một, tại vì tất cả có chung chỉ một tiếng là đạo mà thôi. Có những người người ta ngã chấp, nhưng mà theo con thì tất cả mọi tôn giáo thì đều có dạy là tình thương yêu, lòng từ bi. Lòng từ bi thì phải đi theo, kèm theo là trí và dũng. Chúng con cảm ơn mẹ là khi mà mẹ khai thị về từ bi thì phải có trí, rồi cộng thêm cái dũng nữa thì tất cả mọi người cũng sẽ đều bước qua được một cái bước ngoặt. Mà trong cái đó thì nhiều người mà bị vướng dắt lắm. Con cũng mong rằng tất cả chúng sanh mà hữu duyên được nghe được cái clip, mà những cái video clip này của mẹ thì sẽ được bước ra từ những cái việc của mình mà đã không qua được, sẽ bước một bước cao hơn trong bước đường tu tập thôi mẹ. Chúng con xin cảm ơn mẹ. Vì là Phật biết ơn con gái rất nhiều. Thì cũng cầu mong cho mọi người đừng còn ngã chấp. Đúng thì tất cả đạo đều dạy mình học học hiền, học yêu thương, đừng làm những điều hung ác, thì đó là những điều lành, điều tốt. Đạo giáo nào cũng dạy con người ta học nhân, học nghĩa, học lập con người trước. Mình học làm con người, mình học làm, khi muốn học Phật tu Phật thì học làm con người trước. Làm con người mình biết yêu thương với nhau trong cái cuộc sống, mình đừng có chia rẽ, đừng có ngã chấp là phân cao thấp. Dù là đạo giáo nào cũng đều có người hiền, người dữ, cũng có người giỏi, cũng có người dở. Nhưng mà nếu mình nhìn vào cái giỏi dở, cái hiền, cái dữ thì đó là mình cũng chấp luôn, thì mình cũng bị dính luôn. Cho nên á, mình phải nói là những ai hiểu được thì mình mừng, những ai chưa hiểu thì mình cũng cầu mong cho họ từ từ họ hiểu thôi. Cho nên cũng không có cao, không có thấp, mà cũng không có lớn, không có nhỏ, không có giỏi, không có dở gì hết á. Có nhiều khi những điều đó hôm nay mình rất giỏi, nhưng mà cũng có ngày mai mình gặp những cái điều khác mình rất là dở. Hoặc là mình giỏi hôm nay nhưng mà ngày mai mình lại dở cái điều đó. Vậy đó, cho nên á, cũng đừng bao giờ chấp. Đừng bao giờ chấp là đạo cao, đạo thấp hay là tu giỏi, tu dở gì hết. Mà tu là mình sửa. Mình sửa cái thân tâm của mình cho nó được chân thiện mỹ hơn, cho nó hoàn hảo hơn, biết yêu thương, chia sẻ với nhau. Đó tất cả là mình đã là cái tâm Phật, là Phật tâm mình này, mình là Phật rồi. Thì hay là mình là một đối về dưới đạo giáo như là Chúa Giêsu đi, thì cũng là những cái vị cái bằng thiên thần hả, thiên thần đó, thì tất cả cũng là thiên thần, cũng là Phật pháp, cũng là Phật và Bồ Tát và thiên thần. Thì không có phân biệt, cũng đừng ôm giữ. Mình học để biết để hành, chứ đừng ôm giữ. Đâu có ai mà ôm cái nhà trường đi theo mình đi làm đâu.
cũng đâu có ai ôm những cái ông thầy cô đó đi theo mình để mình đi ra ngoài mình đi làm đâu, đúng không? Cho mình học để mình biết rồi mình đi hành thôi. Thì trong cái đạo là để dạy cho mình tu sửa, làm những điều thiện lành, như vậy thôi, chứ không học nhưng không có dính. Mình học ở trường đó mình không có dính trong môi trường đó, mình học cái pháp đó mình không có dính cái pháp đó, mình hiểu được những điều thiện lành thì mình hành là như vậy là được rồi. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con cảm ơn mẹ. Con hai câu hỏi này mà con không biết con có hỏi rồi chưa nè. Dạ, con đọc lại. Có nghĩa là học sinh học không thuộc. Học sinh này lâu lâu bị gì á, bị quên đọc sách đúng không? Thông minh nhưng mà lâu lâu cũng đọc sách. Thì nếu như mình học thì mình mới thuộc, thì mình thuộc thì mình sẽ biết cái nào mình hỏi rồi và cái nào mình chưa. Nhưng nếu mình chưa biết mình có hỏi rồi hay chưa, nghĩa mình chưa thuộc, thì mình hơi bị dốt. hơi bị chậm tiêu. Nhưng mà không sao, có nhầm khi cái tâm con ấy muốn hỏi để cho những người hữu duyên được nghe, để biết đâu con hỏi giùm cho những người đó. Cho nên đối với mẹ nói đùa cho vui thôi, chứ thật sự ra khi các con có cái tâm để mà tìm hiểu học hỏi là mẹ đã biết ơn các con rất là nhiều rồi. Có những vị được đồng hành như vậy thì nó tuyệt vời lắm rồi. Cho nên mẹ chỉ nói đùa cho vui thôi. Chứ thì con muốn hỏi gì con hỏi. Con có hỏi thì mẹ mới có thường nói. Thường thì con thấy là các VCD của ca nhạc á thì có rất là nhiều bài nhạc và chen vô, thí dụ có khoảng là 12 bài, thì trong đó là tầm khoảng là 9 bài là 9 bài cũ, 3 bài là 3 bài mới. Vậy nếu hỏi mà cái đã có trả lời rồi, thì những vị hữu duyên nào mà chưa được xem những cái video kia thì xem video này lại được câu hỏi này nữa, là cái duyên và cái phước của những vị đó thêm. Dạ con làm y chang vậy luôn đi. Cái gì u như kỹ y như cũ vậy hả? Thì nói gì nói thì con nói thì cũng đúng, có những cái đĩa hát của những cái bài hát nó cũng có những số bài mới mà nó cũng có những số bài cũ, do nhân duyên của những người có nghe hoặc là họ rất là thích để mà họ muốn nghe thêm nữa, thì cho nên cái bài hát đó họ hát trở lại cho nhiều người, giống như một cái video đó đi mà có trong những cái bài đó rồi, nhưng mà họ có nghe bài hát mới nhưng mà họ cũng vẫn còn muốn nghe lại bài hát cũ. Như vậy thì video đó nó sẽ có cũ và mới, thì con cũng giỏi ha, cũng biết bào chữa cho cái điều mình chưa giỏi. Nói gì nói đùa chứ thôi, thì con nói đúng rồi. Ok, con cứ làm theo cái tâm mình. Mẹ có học trò giỏi không ạ? Còn có câu hỏi xin mẹ khai thị. Con người có sống theo luật nhân quả mà nhà Phật nói hay không? Xin mẹ khai thị. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, câu hỏi này hay mà con. Câu hỏi này nói nhiều lần cũng không sao. Thật sự ra nhân quả có. Nhân quả đó là một cái điều thật sự là có. Thì đối với cái nhân quả thì những người, con người mình biết học, biết tu, mình nói về tâm linh, mình gọi là nhân quả. Nhưng nói bằng cái thực tế trong cuộc sống thì nó cũng giống như vậy đó. Mình gieo giống nào thì mình gặp quả đó. Có nghĩa là thí dụ như mình muốn ăn cái trái cam thì mình gieo cây cam, mình muốn ăn cây mít thì mình phải gieo cây mít, mình muốn ăn trái chanh thì mình gieo cây chanh.
thì con người mình mong muốn những điều thiện lành đến với mình hoặc là đến với mọi người, thì trong cuộc sống hàng ngày của mình làm những điều thiện lành, mình làm những điều tốt đẹp đến với mọi người, thì có lẽ là ngày hôm nay mình cầu mong hoặc mình cố gắng nó chưa có được hoàn hảo. Nó giống như một cái nồi cơm vậy, mình chưa có bao giờ nấu thì mình không biết cái gạo này nó xài bao nhiêu nước. Có nhiều khi mình để lỡ hơi nhiều nó bị hơi nhão, hay là mình để lỡ ít nó bị hơi khô. Nhưng nếu như mình nấu nhiều lần thì mình cũng sẽ hiểu được là bao nhiêu là nhiều và bao nhiêu là ít và bao nhiêu nó vừa. Thì trên con đường tu học cũng vậy, nhiều lúc á mình chưa có cầu nguyện thì mình chưa có biết cái linh ứng như thế nào. Nhưng mình có cầu nguyện, nhưng mới cầu có hôm nay à, mà muốn thấy được cái sự linh ứng đó thì nó chưa có liền, nó chưa có xảy ra liền. Hoặc là những cái điều mình làm xấu, nó không hay, nó cũng chưa có trở lại với mình liền. Không có nghĩa là không có nhân quả đâu, mà vì nó chưa có tới lúc, nó chưa có tới lúc cái điều đó chỗ ra. Giống như mình trồng cái cây đó, nó 5 năm nó mới có trái hay là 10 năm nó mới có quả. Thì khi con người mình làm những điều không thiện lành, thí dụ như mẹ nói nè, nói một câu nó đơn giản dễ hiểu. Một ai đó là một cái người ăn trộm, họ đi lấy đồ của một cái người nào đó, nhưng mà họ trốn thoát, không có ai thấy. Nhưng họ nghĩ rằng, ồ họ giỏi quá, họ trốn thoát rồi, họ làm được thành công rồi, họ mừng là họ được thành công cái đó. Nhưng mà họ đang tạo một cái nhân mà không thiện lành. Vì những cái đồ họ lấy đó là những cái người mà đang mất đó, người ta rất là vất vả gian nan. Thí dụ như là lấy người ta một chiếc xuồng đi, mà cái chiếc xuồng đó mỗi ngày người ta cần phải đi mua gánh bán buôn để người ta lo cho gia đình ta. Tự nhiên lấy mất, người ta không còn cái chiếc xuồng đó, để người ta không còn cái phương tiện người ta làm việc nữa, rồi người ta bị đói, bị khổ, bị khát các thứ. Nhưng cái người lấy chiếc xuồng đó, họ nghĩ họ lấy xong rồi á, một là họ đem đi bán họ sẽ có một cái số tiền, họ sống nó được tốt đẹp hơn, hoặc là họ lấy cái chiếc xuồng đó để họ có phương tiện họ đi tới lui. Nhưng khi họ lấy thành công thì họ thấy họ thành công, họ mừng rồi. Mà khi họ cái người mất thế cũng mất rồi, họ rất là buồn bã và đau khổ. Nhưng cái người lấy được họ đang nghĩ là họ được rồi, nhưng có ai biết được những cái nghiệp mà họ tạo ra không có thiện lành đó. Nhiều khi họ đang đi gặp một cái cơn sóng nào, có đôi lúc họ sẽ bị đắm chìm trong cái cơn sóng đó, vì khi mà họ làm cho những người khác đau khổ, đó là cái nhân quả đó. Cái nhân quả là mình lấy những cái đồ vật của người khác mà làm cho người ta bị mất đi, người ta khó khăn đau khổ. Thì cái đau khổ khó khăn đó đó, có đôi lúc đó, cái người lấy đó nó bị gánh cái đau khổ đó của họ. Mà khi họ lấy được rồi, họ nghĩ họ tốt rồi, nhưng mà mai mốt họ gặp những cái chuyện nó xảy ra không hay, thành ra đó nó gieo nhân á thì sẽ gặp quả, nhưng quả nó chưa có chỗ liền, là vì chưa có tới lúc để mà họ gặp phải. Thì khi mà họ gieo những điều không thiện lành, một ngày nào những điều không thiện lành đó sẽ đến với họ, để cho họ có những bài học. Mà khi họ gieo những điều thiện lành thì thiện lành sẽ đến với họ, mà gieo những cái ác nghiệp thì cái ác nghiệp sẽ đến với họ. Đó là nhân quả, đó là nhân quả, luật nhân quả. Nhân quả nó có thật sự luôn. Mình đã tâm mình không được tốt thì nó đã khởi ra điều không thiện lành đó. Ngày hôm nay có thể mình làm cho người khác bị đau khổ đó, nhưng mà mình không học được cái bài đau khổ đó, cho nên mình mới làm cho họ đau khổ, thì một ngày khác á nó sẽ chạy, nó đi đến ngay mình, để cho mình thấy được cái đó, để mình biết được, để mình học. Cái đó cũng là một cái bài học rất là xứng đáng cho con người ta. Gieo nhân sẽ gặp quả, gieo duyên nào thì mình gặp quả đó. Gieo duyên thiện lành thì những điều thiện lành, phước báo sẽ đến với mình.
gieo những điều không thiện lành đó cũng sẽ có một ngày mình phải trải qua cái nghiệp không thiện lành đó để cho mình hiểu được đó. Cho nên rất là công bằng, không bao giờ tránh khỏi. Nhưng chẳng qua có những người gieo mà chưa gặp thì chẳng qua chưa tới lúc, chưa tới cơ hội mà để các đấng chỉ cho thấy. Một khi mà tới lúc rồi thì giống như con người vậy đó. Mình ngày hôm nay mình đi ra, mình thấy trời không có mưa, mình thấy trời nắng, không nghĩa ngày mai trời cũng nắng luôn. Nhiều khi ngày hôm nay nắng rất đẹp nhưng ngày mai cũng sẽ là trời mưa. Nhiều khi những điều mình làm không hay có đôi lúc đó nó chưa tới liền, nhưng mà có một cái nhân duyên như thế nào đó nó hội tụ lại để một cái cơ hội để các ngài sẽ chỉ cho mình thấy. Thì khi nó đến là mình sẽ thấy đó. Mà nếu người biết thì họ biết sám hối quay đầu lại để họ tu sửa thì là cái tu cũng tốt cho họ. Nhờ họ có làm sai mà họ biết lỗi họ tu cũng tốt. Nhưng mà nhiều khi họ vô minh á, họ đổ thừa cho cuộc đời, họ đổ thừa cho hoàn cảnh các thứ, thì đó là cái tâm họ còn tâm tối vô minh. Thì mình cũng cầu nguyện cho họ để một ngày nào họ thấy được những ánh sáng Đức Phật gia hộ cho họ, Đức Chúa gia hộ cho họ, Thượng Đế và các đấng toàn năng gia hộ cho họ, để cho họ biết được họ tu sửa. Thì lực nhân quả này trả lời với con cùng tất cả với mọi người là có 100%. Nó cũng giống y như mình, cái bình thường mình thấy biết thôi, nó rõ ràng. Nói về tâm linh mình kêu nhân quả, nhưng mà đối với bình thường thì mình gieo cây nào mình gặp quả nấy đó, nó y như vậy. Có những cây, có những cây nó có trái sớm, có quả sớm. Chẳng hạn như giờ mình trồng dây mốt, dây bầu, nó có mấy tháng rồi nó có trái rồi, các con thấy không? Nhưng mà con trồng cây xoài, cây mít có nhiều khi nó mấy năm. Thì cái nhân quả nó cũng giống y vậy á. Có nhiều khi họ gieo ra cái quả, cái nhân đó, nhưng mà nó chưa có, cái quả nó chưa chỗ liền. Tại vì cái cây đó nó hơi bị chậm mới có trái. Đó. Thì giống như là những dây bầu, dây mít thì nó, dây bầu, dây mốt thì nó khó sống hơn. Thì vừa gieo xong sẽ gặp liền. Nhiều khi người ta lấy cái chiếc xuồng, chiếc ghe của người kia, ta chạy được thoát. Nhưng mình ta ra cửa biển, tự nhiên có lượng sóng quánh cái chèm mất tiêu luôn. Nhiều khi người ta bắt luôn cái xác của họ luôn. Đó, hoặc là nó chìm nhưng mà may quá họ còn sống được, họ lội vô bờ, mai mốt họ biết tu. Cho nên tất cả đều nhân quả, đều mình tạo ra thì mình sẽ gặp thôi. Thì mình muốn được nhận những điều thiện lành thì mình gieo ra hạt giống thiện lành, từ bi yêu thương, thì mình sẽ có ngày mình được gặp. Còn gieo ra những điều không thiện lành thì sẽ có ngày cũng gặp những điều không thiện lành. A Di Đà Phật. Chúc phúc cho mọi người được nhiều sức khỏe, bình an, yêu thương. Chúng con cảm ơn mẹ. Con có câu hỏi kế tiếp. Xin mẹ khai thị. Có rất nhiều chúng sanh không học Phật nên không tin luật nhân quả. Chúng con xin mẹ từ bi gửi lời nhắn nhủ đến chúng sanh hữu duyên khi xem video này ạ. Dạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, biết ơn con có những câu hỏi này. Thì cũng có rất là nhiều người họ không tu gì hết, họ chưa biết đạo gì hết, nhưng mà những điều họ trải nghiệm trong cuộc đời này họ thấy và họ gặp, cho nên họ cũng biết đó là luật nhân quả, có nhân có quả. Cũng có những người tu mà cũng chưa biết đến cái nhân cái quả đó, họ chỉ biết học hiền, làm lành lánh dữ. Cũng có những người như vậy, nhưng phần nhiều nếu những ai muốn học Phật, tu Phật, thành Phật, phần nhiều là sẽ đọc qua những cái kinh sách hoặc là những cái sấm giảng có dạy nhân quả, cho nên những người đó từng nghe, từng hiểu, từng biết, cũng biết nhiều. Mà cũng có một số biết hiểu để hành, có một số biết để cho biết thôi,
nhưng mà học nhưng mà không có thuộc, không có nhớ, cho nên không có học. Thì Thảo cũng cầu mong ai đủ nhân duyên xem qua những cái kênh YouTube mà Thảo Trần Đời Đạo Song Tu này, hay hoặc là xem những kênh YouTube của Lê Thanh, những lời chia sẻ của Thảo, hoặc là những lời chia sẻ của các đấng giác ngộ đã khai thị, chia sẻ, dìu dắt, chỉ dẫn, thì cũng cầu mong cho mọi người, nếu ai chưa biết là có nhân quả thì để ý lại, để biết, để ý lại là trên cõi đời này những điều gì mình làm đều là những cái điều đó nó sẽ lặp lại cho mình. Thí dụ mình có hiếu với cha mẹ mình, nói chuyện với cha mẹ mình ngoan hiền, đạo đức, kính trọng, thì khi mình lập gia đình, con cái của mình sẽ nhìn vào mình để học. Có đôi lúc nhìn vào mình rồi nhưng mà chơi với những người bạn tâm không được thiện lành, nhiều khi con mình nó còn bị học theo cái tâm đó. Cho nên tốt nhất là mình là quan trọng nhất. Những bậc làm con, những bậc làm anh em hay cha mẹ người thân, thì lúc nào cũng vậy, mình cố gắng làm hết cái tấm lòng này của mình. Có thể khi mình đang còn hiện hữu trên cái cõi trần này, mình làm hết những điều gì tốt đẹp cho nhau, cố gắng làm hết sức mình, thì đó cũng là những điều đó nó sẽ trở lại với mình trong một ngày không xa. Khi một ngày mình lập gia đình, con vợ hay là chồng mình sẽ thấy theo những điều đó, làm theo. Đó là nhân quả đó. Đó là những điều mà mình gieo điều thiện lành thì thiện lành sẽ đến mình. Còn mình không có thiện lành với ông bà mình, với người thân mình, thì sẽ những người sau này, những người chồng vợ hay con mình á, sẽ thấy mình làm như vậy, học theo, rồi một ngày mai này đối xử lại với mình. Thì như Thảo đang nói một cái điều này rất là đơn giản, Thảo sẽ kể một cái câu chuyện. Mình xin mọi người lắng tâm vào để nghe một cái câu chuyện này, để rồi cảm nhận anh bằng cái tâm của mình và thấy biết, để rồi thấy có lực nhân quả hay không, để rồi nên hiểu biết như thế nào. Thì đây Thảo kể một cái câu chuyện này, có lẽ là có rất là nhiều người đã biết qua câu chuyện này, nhưng đây là cái tâm của Thảo muốn chia sẻ cho những người biết mà chưa làm, hay hoặc là chưa biết, để rồi hôm nay được đủ nhân duyên gặp Thảo kể, rồi để ý lại. Có một câu chuyện như thế này. Có một người mẹ già rất là lớn tuổi, đi đứng không có tiện, ăn uống thì tay chân nó bị gung, cầm cái bát cơm hay là cái muỗng đũa thì nó không có được. Cho nên khi lên bữa cơm ăn á thì nó rất là bất tiện, cho nên nó làm đổ, bị đổ, đổ cơm, đổ canh, đổ các thứ rất là không có được chu đáo, là mình những cái bữa cơm nó không có được hoàn hảo. Có lẽ là vì cái tay chân nó bị gung gãy đó, cho nên nó bị xảy ra những cái điều không có, có được giữ những cái bát cơm hay là cái đũa muỗng nó không có vững, thành ra nó rất là dễ bị đổ. Như vậy thì hai vợ chồng đó mới bàn với nhau á, là cho cái người mẹ đó đừng ăn chung với mình nữa, để cho ăn riêng đi. Rồi xong rồi tiếp tục sống. Rồi cho đến một ngày thì cái người mẹ đó càng ngày tuổi lớn lên,
sức khỏe cũng yếu đi, vệ sinh trong cơ thể mình, đi tiểu đi tiện nó không có được như người mạnh khỏe để mà biết tự làm cho nó được sạch sẽ hơn, mà có đôi lúc nó bị không sạch. Như vậy thì hai vợ chồng đó bàn với nhau thì mới đem cái người mẹ đó lên trên một cái núi cao, một cái nơi xa hẻo lánh á, để đi bỏ ở trong đó, tại vì để bỏ ngoài sợ người ta chửi rủa hay là người ta đàm phán, cho nên mới tính cho kỹ thì mới ngồi lại đan một cái chiếc ghế, ngồi đan một chiếc ghế để mà để cái người mẹ đó vô để mà đem đi. Thì khi mà đan xong rồi hết á, để cái người mẹ lên đó đem đi, thì cái người con á, nó thấy cha nó đem bà nội đi, thì nó mới hỏi cho nó đi theo. Thì khi nó đi tới chỗ mà cha nó thấy là một cái nơi thanh vắng không còn ai nữa, hoang vu như vậy, bỏ bà trong đó, cha mới bỏ luôn cả cái ghế, bỏ bà luôn ở trong đó, cha mới ra về. Thì cái người con mới nói là: cha ơi, cha bỏ bà ở đây hả? Nếu mà cha bỏ bà thì cha lấy lại cái ghế, cha đem về đi, để mai mốt tới cha với mẹ lớn tuổi mà con đưa đi, con cần phải đan cái ghế mới. Có nghĩa là cái ghế cha đan á, rồi đem thả bà trên đó, con nó đòi lấy cái ghế đó rồi đem về, để mai mốt nó đưa cha mẹ nó lên, nó học cha mẹ nó làm vậy á. Cho nên khi một cái câu nói của người con rất là khờ dại, nhưng cũng làm cho người cha thức tỉnh, rất là hối hận, vào cổng bà đưa về nhà chăm sóc lo lắng cho bà. Thì đó là cái điều mà nhân quả thật sự nó sẽ tuần hoàn. Khi con người mình làm những điều thiện lành thì con cái mình nó sẽ học những điều thiện lành đó để mai này nó đối xử với mình, hoặc là có thể với bạn bè mình cũng vậy. Mình chơi với bạn mình tốt, hết lòng mình đi, nếu bạn có lợi dụng mình, có cái tâm không được thiện lành, ngày hôm sau bạn mình sẽ nhìn lại là chơi với mình, đối xử với mình như vậy nhưng mà tâm mình nó rất là tốt, thì cái bạn đó sẽ hối hận và sám hối để mong có ngày gặp lại mình để mà thành tâm chơi với mình. Còn mình hết tâm với